được rồi, không 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 phải 3B không? Đấy à? Không, như đấy là người ta lấy giống, người ta bỏ bỏ Đây mười mấy ba là bê 400.000 mười dòng này là dòng siêu thịt. Con B này thì bao tiền không? đấy, tôi bảo lấy 17 triệu ấy. 7 triệu thì chả bán được đâu. Bò này Ừ. nó không như dòng kia không ạ. Hả? Nó không phải là loại kia, nó không bán được. Nếu mà con đen nó phải hơn ra chủ. À, thế nhưng mà nó lại chả phải, nó mới khó bán. Thế thế nó giá nó mới Nói chung bò này ông bán nếu tầm nó vẫn phải dưới 15 triệu, 14 triệu. Nghiên cứu xem. Bò này thì có ông thì xác định nó là như thế rồi, không nó không thể nào như kia được. Dòng này nó bán nó mất tiền lắm. Biết thế thì nó mới thế, thì nếu không nếu vừa ba bên đen của nó thì Cho vào đi. họ nào quanh ấy cất cái cổng Nghiên cứu tầm nhưng ăn cám được không? hả Cám được mấy tháng rồi? năm tháng Ăn cám tốt chưa? ăn cám bây giờ cho ăn đấy, chỉ hết bao cám kia, bao cám khoảng 7 cân nữa mới chăn. đây. Nuôi không có dắt ra ngoài nữa rồi. Không có đường ra, mẹ rồi. Mẹ bỏ con lên này. chân này được mỗi cái là nó không phải 3B đấy, thành ra mất tiền. Làm thế nào được? Ai muốn là nó 3B thì trả, nó trả thành 3B. Đây là dòng siêu thịt đúng không? Bò này nuôi được nhưng mà vấn đề là cái nó không bằng 3B. Đòi đến 16 17 triệu bán không sao được. Đòi không được.